một căn nhà trọ. Bây giờ là chủ nhà bận việc quá nên sang nhượng lại quý anh chị ha. 8 phòng, mặt tiền ngang là 6,5 m, chạy dài vô là 23 m, nở hậu gọi là 6,8 m, hướng trực diện là đông nam. Thì bây giờ thì chủ nhà họ không có kinh doanh nữa nên hiện tại là đóng cửa ha. Bây giờ em sẽ dẫn quý anh chị mình đi vô. Thì cái con đường phía trước Ngọc đang đứng nè, ở đây là cách đầu hẻm, hẻm 38 Lê Thị Hồng Gấm, cách vô khoảng chừng 40-50 m không? Không tới đâu hả? Đúng, ở chừng 40 m thôi. Đó. Quýnh, anh Phi quay cái hẻm ở phía trước giùm em cái ha. Anh phóng to ra cái thôi, khỏi thấy, đi. Thấy rồi, quay phóng rồi, phóng rồi. Rồi, ok. Phóng tới giờ là xe chạy ngang đó anh chị, đó là đầu hẻm ha. Đây, đây này quý anh chị ơi. Đây là cái căn nhà trọ. Mặt tiền phía trước nó vậy nè, ha. Tổng cộng 8 phòng, 1 phòng ở phía trước và 7 phòng ở phía sau. Nền nâng cao gáo rồi quý anh chị ha. Nền hiện tại là nâng cao gáo như vậy nè. Chờ anh xíu, anh quay lại tiền. Thổ cư 100% luôn nha quý anh chị. Full thổ cư. 8 phòng, trong đó có phòng trước này thì có được một lầu trên anh chị. Thì có hỏi gia chủ thì trước đây thì cho thuê một phòng là 750 ngàn. Rồi, đi dài dài vô đây. Mình có một cái đường đi chung để đậu xe phía bên hông gì nè. Thì mặt tiền ở phía trước 6,5 m đó, thì họ làm cái lối đi bên hông. Lối đi này tầm cỡ chừng 1,4 m hả anh Phi hả? 1,5 m, 1,5 m. 1,5 m hả? Còn phòng còn lại nếu vậy thì diện tích có phòng còn lại là cỡ 5 m. Thì một phòng là chủ gia chủ cho thuê là 750 ngàn anh chị. Phòng cái trước cái này thì em thấy phòng nó hơi xuống cấp của anh Phi ha. Đúng cái này rồi. Về thương lượng được cái giá xong rồi mình sửa chữa lại, nhưng mà hầu như cái giá của cái hai, cái giá 2,5 tỷ này nè, mà cái diện tích này thì nó cũng xem xem rồi đó, nó xem xem bằng cái giá đất rồi đó quý anh cái chị. Vị trí này anh hay nè, đâu lưng cái nhà này là cái trường, cái cứu xá của trường cao đẳng y tế thực với trường cao đẳng y tế, nên cái học sinh sinh viên ở khu này rất là đông. Và theo gia chủ thì trước đây là làm rất là đắt, rất là đông, nhưng mà tại vì không muốn, không quản lý sể nữa. Chủ thì hoạt động cũng khá nhiều, cái nhà trọ giờ ngưng hết, không làm nữa chị. Ở đây mình sửa lại, mình sang, mình sơn phết lại, mình sửa chữa lại á, mình cho bên chỗ sinh viên của ký túc xá ở là ok luôn ha. Sinh viên trường y với trường cao đẳng thế thực. Đúng rồi, quá ok luôn. Cái lối đi, cái lối đi hình trong đây cỡ 2 m thôi nè, phía trong nữa hậu 268 thì cỡ 2 m rồi đó. Ở phía trước thì tầm 1,5 m, trong tầm 2 m, tại vì phía trong nó nở hậu 6,8 m. Giá của căn này là 2,5 tỷ nha quý anh chị. Ở đây là trực thuộc của mình là phường Vĩnh Thanh, chạy ra một cái là tới đường mặt cũ nè, thông ra là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần chợ 30 tháng 4, gần trường học, gần cơ quan ban ngành, gần các tiện ích xung quanh luôn đó. Thì quý anh chị mình quan tâm sản phẩm, coi clip gọi là kỹ rồi đó, thì liên hệ, có nhu cầu thì liên hệ với Ngọc và anh Phi qua hai cái số điện thoại là Ngọc sẽ để trên clip để hỗ trợ quý anh chị mình thương lượng được cái giá thuận mua vừa bán nhất có thể ha. Rồi một lần nữa Ngọc xin cảm ơn và hẹn gặp lại.